Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, thần mến Vương Đình Huệ, bí thư thành phố Hà Nội muốn được làm vua. Gia phả gia tộc họ Vương Đình chép rằng đời vua Trần Duệ Tôn sinh ra vua Trần Dực Tôn 1337-1377 không có sữa. Vua đưa bà Phan Thị Ngọc Châu về làm vợ thứ nuôi Trần Dực Tông nhưng bà không có con sau xin về quê sinh sống triều đình và nhà vua xem xét thấy bà có công nuôi con khôn lớn nên phong bà là vương mẫu tức mẹ vua cấp chiếu chỉ cho bà có quyền khai dân lập ấp lập đồn điền sinh sống ở những nơi bà đến bà đã chọn nghệ an khai khẩn con cháu dòng họ vương từ đó mà thành Vương Đình Huệ sinh ngày 11 tháng 7 năm 1957 tại làng Xuân Lộc, xã Nghi Lộc, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Trong một gia đình có 8 người con, 5 trai 3 gái. Huệ là người con thứ tư. Vương Đình Huệ có anh trai là Vương Đình Ngọc là liệt sĩ tại chiến trường miền Nam. Bố là Vương Đình Sâm, trước làm công an xã, sau làm bưu tá, đưa thư rồi đổ bệnh mất. Mẹ của bà là Võ Thị Cầm công nhân bốc xếp và nội trợ. Chồng mất sớm một mình bà cầm bươn trại nuôi đàn con, vì thế tuổi thơ của Huệ lớn lên trong đói nghèo. Qua báo tiền phòng bà cầm kể về Huệ như sau. Có khi cả năm trời được mỗi một chiếc áo mỏng manh có hôm đi học về gặp mưa, Vương Đình Huệ phải cởi ra giặt xong đưa vào bếp lửa hồng cho khô rồi mặc tiếp. Nhiều hôm đi học về chưa kịp ăn miếng gì cậu bé đã lao ra biển cào nghêu giúp mẹ bán kiếm tiền nuôi sống gia đình. Vương Đình Huệ, con nhà nghèo học giỏi thì bạn học lẫn dân làng cũng xác nhận. Nhưng việc đèn không có dầu Huệ bắt đâm đóm bỏ vào quả cà rỗng làm đèn để học thì rõ ràng là bọn bồi bút địa ra rồi gán cho lời kể của cụ bà tuổi ngoài 90 như mẹ Vương Đình Huệ. Trong hành trình leo lên những bậc thang quyền lực, có hai cái bóng luôn theo Vương Đình Huệ, đó là Nguyễn Sinh Hùng và Trần Bắc Hà. Nguyễn Sinh Hùng đại diện cho quyền năng đủ rộng, còn Trần Bắc Hà là hiện thân của kho tiền khổng lồ, xài không bao giờ cạn. Nếu không gặp Nguyễn Sinh Hùng thì Vương Đình Huệ cũng chỉ mãi là anh Đảng ủy viên, phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Tài chính Kế toán Hà Nội. Vốn đàn anh, cựu sinh viên trường Tài chính lại là đồng hương xứ Nghệ Tĩnh nên Nguyễn Sinh Hùng đã nhận đỡ đầu và dìu dắt cho Vương Đình Huệ. Tháng 4 năm 2001, Nguyễn Sinh Hùng tái trúng cử Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 và sau đó nắm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cùng năm, ông kéo Vương Đình Huệ sang làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và cũng chính Nguyễn Sinh Hùng cũng quy hoạch giới thiệu Vương Đình Huệ vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 4 năm 2006, Nguyễn Sinh Hùng đạt một lúc mấy việc bản thân vào Bộ Chính trị đưa được Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị Trung ương khóa 10 khi Sinh Hùng được phê chuẩn ghế Phó Thủ tướng Thường trực. Ông đặt Huệ ngồi lên ghế Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tháng 1 năm 2011, Nguyễn Xuân Hùng tái trúng cử Bộ Chính trị khóa 11 lọt vào tứ trụ thay ông Nguyễn Phú Trọng ở vị trí Chủ tịch Quốc hội. Đối với Nguyễn Xuân Hùng đã là tột đỉnh của Vinh Hoa, tất nhiên ông sắp đặt cho Huệ ngồi vào ghế hái ra bạc, khạc ra tiền mà mình đã leo lên cách đây đúng 10 năm. Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước. Trần ước trần giáo về Bộ Tài chính chưa được bao lâu, Vương Đình Huệ đã bắt đầu sưng hùng. Tại buổi hội thảo về điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường, Bộ Tài chính chủ trì hôm 20 tháng 9 năm 2011 đã biến thành cuộc cãi lộn gay gắt giữa Vương Đình Huệ và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú. Trước sự chứng kiến của các chuyên gia đầu ngành, và báo chí. Ông Tú cho rằng Bộ Tài chính bắt ép các doanh nghiệp xăng dầu, truy thuế và điều hành giá xăng càng lúc càng dối khiến cho doanh nghiệp bị lỗ nặng. Ông Tú nói như mắng, chúng ta đang điều hành giá xăng theo kiểu sống chết mặc bay, dùng tay chân thay cho cái đầu. Vì vậy mà lãnh đạo cấp cao chửi báo chí, chửi, làm đúng cũng bị chửi, dân thì coi như tội đồ. Vân Huệ Bình Thản, cho rằng doanh nghiệp nào cũng kinh doanh không kinh doanh được thì nghỉ, rằng mọi quyết định Vương Đình Huệ đều căn cứ vào đúng quy định của luật diễn biến thực tế của thị trường không vì động cơ chính trị Ai cũng biết rằng thời điểm này kinh doanh xăng dầu luôn là sân sau hầu bao của bà x Nguyễn Tất Dũng lẫn Nguyễn Sinh Hùng Em ruột của Nguyễn Sinh Hùng là Nguyễn Sinh Khang được ba Dũng bố trí ghế phó tổng giám đốc tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tháng 2 năm 2012, Vương Đình Huệ chạm với Bộ Công Thương một lần nữa. Huệ bị cho là xử ép Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khi yêu cầu EVN cắt giảm chi tiêu phải tiết kiệm cho được 1.800 tỷ Việt Nam đồng. Chính trường đồn đoán Vương Đình Huệ đã lơ thầy Nguyễn Sinh Hùng cùng với Nguyễn Bá Thanh đầu quân cho phe của Sang và Trọng vì xem ra cửa hai ông trọng sang tiền đồ có vẻ sáng lạn hơn. Trong khi với nhiệm kỳ thứ hai trong vai trò thủ tướng, nhóm lợi ích của phà ích của ba ích Nguyễn Tân Dũng không ăn không chừa thứ gì của dân, bất cứ một thứ gì. Đang bị số đông trong đảng công kích dữ dội và dư luận xã hội cũng phẫn nộ không hề thua kém. Khi đặt cửa, Nguyễn Bá Thành có cơ hội đảm bảo thay cho Nguyễn Tân Dũng làm thủ tướng và Vương Đình Huệ được hứa hẹn vào đến tứ trụ. Giọt nước bắt đầu tràn ly. Tại hai hội nghị trung ương 5 và 6 khóa 11, phe của Sang và Trọng yêu cầu tái lập ban nội chính và ban kinh tế trung ương nhằm khống chế sự lộng quyền của bà X Nguyễn Tân Dũng. Đúng lúc bà X Nguyễn Tân Dũng muốn nhổ cái gai bèn đẩy Vương Đình Huệ sang ban kinh tế trung ương với quyết định số 656 quy qdns trên TVK của Bộ Chính trị ngày 28 tháng 12 năm 2012. Như vậy, chỉ hơn một năm với vai trò trưởng Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã phải khăn gói khăn ướt để rời khỏi chiếc ghế của mình. Người được điền vào thay Huệ nắm Bộ Tài chính là quan chức có khuôn mặt bậm trợn đệ tử của Trần Đại Quang. Tổng Kiểm Toán Nhà nước Đinh Thiên Dũng. Tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ủng hộ Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ, đang là trưởng Ban Nội chính và Ban Kinh tế Trung ương, ứng cử vào hai vị trí trong Bộ Chính trị, nhưng Ban chấp hành Trung ương đã không bầu cho Thanh và Huệ. Ngược lại, lá phiếu họ dành cho Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân. Dư luận bàn tán sôi nổi những đồn đoán không phải không có căn cứ khi cho rằng vì bị Vương Đình Huệ phản phé nên Nguyễn Sinh Hùng đã liên thủ với phe của bà ích Nguyễn Tân Dũng ngăn không cho Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ đủ phiếu bổ sung vào Bộ Chính trị Trung ương. Sau thất bại ê chế tại Hội nghị Trung ương 7, một năm sau Nguyễn Bá Thanh lâm bệnh nặng và qua đời tháng 2 năm 2015, còn về phần mình trưởng ban kinh tế Vương Đình Huệ nhận thức rõ để có được đa số phiếu ở Bộ Chính trị Trung ương. Điều quan trọng nhất là tiền. Người mà Huệ thấy dễ chơi nhất, tiền nhiều nhất không ai khác chính là Trần Bắc Hà. Trần Bắc Hà vốn là cựu sinh viên Đại học Tài chính. Khi Vương Đình Huệ chỉ là anh giảng viên thì Trần Bắc Hà đã là Phó Tổng Giám đốc BIDV, một ngân hàng quốc doanh đầy quyền lực. Lúc Nguyễn Xuân Hùng kéo Huệ về kiểm toán nhà nước Bắc Hà đã là tổng giám đốc BIDV và là đệ tử ruột của thủ tướng bà X Nguyễn Tân Dũng. Vì vậy, nói về thế lực, Trần Bắc Hà trội hơn Vương Đình Huệ rất nhiều phần, cho dù Huệ là ủy viên trung ương khóa 10 nhưng cả hai chơi với nhau từ khi Huệ được bổ nhiệm tổng kiểm toán nhà nước. Đầu năm 2011, khi Vương Đình Huệ tái chúng cử Ủy viên Trung ương khóa 11. Trần Bắc Hà là người tư vấn cho Huệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13, đơn vị tại Bình Định. Tại đây, Bắc Hà tác động để cho Huệ được sắp xếp vào tổ bầu cử số 1 gồm các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và thành phố Quy Nhơn. Và số phiếu thắng cử cũng rất đẹp, sấp xỉ 70%, không nhiều nhưng cũng đủ áp đạo. Vậy là lần đầu tiên trong đời cậu bé cào nghêu năm nào, giờ đây vừa khoác chiếc áo bộ trưởng vừa đĩnh đạc ngẩng cao đầu sải bước vào hội trường Ba Đình. Những lần tiếp xúc cử tri Vương Đình Huệ luôn yêu cầu thuộc hạ chuẩn bị quà tặng, không phải ghi ủy viên trung ương hay trưởng ban kinh tế lên đó mà chỉ cần ghi giáo sư tiến sĩ tặng là được. Hóa ra Huệ muốn thiên hạ biết mình khác với cái đám đại quan sôi thịt học hành không ra gì nhưng không thiếu bất kỳ bằng cấp nào. Vì trong nhà nước Cộng sản luôn có 3 loại quan chức ở Thượng Tăng. Nhóm miền Bắc có lý luận giáo điều ôm khư khư học thuyết Mark Lenin và định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhóm con ông cháu cha được quy hoạch nguồn đủ chủ yếu mua bằng cấp học vị từ các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước kia. Nhóm xuất thân từ học sinh miền Nam học 4 năm 10 lớp rồi tuyển thẳng vào đại học hoặc từ trong rừng về học bổ túc văn hóa để biết đọc biết viết rồi chuyên tu tại chức cho có tấm bằng luật để lấy tiếp cao cấp chính trị một số nữa thì học liên danh liên kết từ các trường đại học ma đó cũng là lý do mà Dương Trung Quốc đã phát biểu nịnh Vương Đình Huệ với báo chí năm 2016 Lâu lắm rồi chúng ta mới có được một Phó Thủ tướng là một nhà khoa học, nhà kinh tế am hiểu thực tế. Chính trường Việt Nam kỳ lạ, thời thế không tạo anh hùng mà có thể chế, chế độ Cộng sản đã tạo nên những anh hùng. Cứ nhọn mình chủ mà theo, cứ chọn mình chủ mà theo, mình chủ thắng, ta thành đạt, mình chủ bại, ta sổ khám. Ngay từ tháng 11 năm 2010, Trước thềm Đại hội 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết thuộc phe chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đánh phủ đầu Nguyễn Tư Dũng ngay trong phiên họp Quốc hội qua đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập ủy ban lâm thời điều tra trách nhiệm của các thành viên chính phủ trong vụ Vinasin thua lỗ 100.000 tỷ Việt Nam đồng. Tạm đình chỉ các chức vụ của các vị, cần được điều tra và bỏ phiếu tín nhiệm thủ tướng và một số thành viên chính phủ có liên quan. Vì vậy, cho dù bà X Nguyễn Tân Dũng có ở lại Trung ương khóa 11 giữ được ghế Thủ tướng nhiệm kỳ 2, nhưng Huệ thấy rõ thể chế của bà X Nguyễn Tân Dũng sắp bị lụi tàn. Vương Đình Huệ làm trưởng ban kinh tế quay lưng với Nguyễn Sinh Hùng và theo phò Nguyễn Phú Trọng. Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV, truy là, tuy là trùm tài phiệt nhưng xác định trung thần bất sự Nhị quân. Bắc Hà không thể thờ hai vua, đi với 3X Nguyễn Tất Dũng xem như đã cưỡi lên lưng cọp rồi, không thể xuống được. Việc giúp Huệ vào quốc hội thì được, còn phản 3X Nguyễn Tất Dũng để đưa Huệ vào bộ chính trị vào thời điểm tháng 5 năm 2013 thì Trần Bắc Hà lắc đầu. Vì cả tin của cả trọng cho nên được đích thân tổng bí thư đảm bảo nên Huệ đã sốc khi bị rớt bộ chính trị tại hội nghị trung ương 7. Tìm đến Trần Bắc Hà, nguyên trưởng ban kinh tế trung ương được an ủi phần nào, dần lấy lại được niềm tin chờ cơ hội khác. Tháng 5 năm 2015, Trịnh Văn Quyết làm lễ khởi công dự án quần thể sân golf resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quy Nhơn. BIDV của Trần Bắc Hà tài trợ 70% vốn cho dự án tức 3.500 tỷ Việt Nam đồng. Tất nhiên, Vương Đình Huệ phải có mặt bởi tập đoàn FLC là sân sau của các tướng lĩnh quân đội và là cổ phần của con trai ông Lê Khả Phiêu. Giữa năm 2015, cuộc chạy đua vào Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc vào tháng riêng năm 2016. Đã vào giai đoạn quyết liệt, các phe tung ra tất cả các bí kíp để đè bẹp đối thủ Bà Ích Nguyễn Tân Dũng bị phe của Cả Trọng, Trương Tấn Sang tấn công liên hoàn dưới sự hỗ trợ của Tô Huy Dứa. Người của phe Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang đã lót ổ hầu hết các tỉnh thành dưới chiều bài bổ nhiệm, chỉ định và luân chuyển cán bộ. Vương Đình Huệ được Trần Bắc Hà cho biết bà Ích Nguyễn Tân Dũng đã không còn chiếm được thế thượng vong ở Bộ Chính trị, đồng nghĩa với việc còn đa số phiếu theo quy chế quy định 244 sẽ phải dừng cuộc chơi rút lui khỏi chính trường, trở về làm người tử tế. Ngày 7 tháng 9 năm 2015, quê nhà Hoài Ân đã tổ chức lễ công bố quyết định số 2594 trên quy đề UB của Ủy ban dân tỉnh Bình Định về việc đặt tên hai tuyến đường trong đó có một tuyến đường sẽ mang tên liệt sĩ Trần Đình Châu, bố ruột của Trần Bắc Hà để cho Bắc Hà vui. Vương Đình Huệ tình nguyện gia nhập đoàn về quê Bắc Hà dự lễ cùng với cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, cựu phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Tháng 1 năm 2016 với sự bơm tiền vận động của Trần Bắc Hà, Vương Đình Huệ tái trúng cử trung ương và lọt vào bộ chính trị khóa 12. Lúc này Vương Đình Huệ đã hiện thân là một con người khác hẳn. Sợ liên lụy tới Trần Bắc Hà, Vương Đình Huệ đã ngã sang với tỷ phú gốc Nghệ An Lê Thanh Thản, Mường Thanh Phạm Nhật Vượng Vin Group và gốc Thanh Hóa như Lê Việt Lâm Sun Group Trịnh Văn Quyết FLC đây cũng là những tỷ phú tham mưu cho Vương Đình Huệ quê miền đất võ Bình Định để về ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14 tại Hà Tĩnh và cũng nhóm này đưa phu nhân của ông Huệ là Nguyễn Vân Chi thắng cử tại Nghệ An cùng Đức Lang Quân sóng đôi bước vào nghị trường. Bản chất của cầu rút ván này của Vương Đình Huệ đã có từ lâu, ngay từ khi tại trường Đại học Tài chính, nơi Huệ từng học tập giảng dạy làm quản lý, người ta cũng ta thán về Huệ, cho rằng Huệ thông minh nhưng cơ hội thiếu đạo đức. Cũng là cựu sinh viên của trường nhưng Vũ Văn Ninh, Trần Bắc Hà, Đinh La Thăng sống có trước có sau với thầy cô bạn bè. Họ ân tình và hào sảng hơn so với Vương Đình Huệ, một kẻ vô ơn bạc nghĩa, chỉ biết tranh giành ảnh hưởng để leo lên cao, chui vào sâu. Nếu như Nguyễn Phú Trọng luôn giữ hình ảnh lãnh đạo cấp cao như một cụ ông bình dị đơn giản thì ngược lại Vương Đình Huệ cầu kỳ hơn nhiều. Cậu bé ngày xưa đã quên nỗi bần hàn cơ cực. Huệ tự hào khi được xem là một trong những nhà kỹ trị nổi trội nhất Việt Nam đương đại do có học hàm giáo sư. Trước thềm đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Vương Đình Huệ được cho là nắm chắc ghế thủ tướng, nhưng cái ghế mà Huệ nắm đến là ngôi vua, một tổng bí thư của nhà nước Cộng sản độc tài toàn trị. Hơn 4 năm ngồi ghế phó thủ tướng, Vương Đình Huệ được phân công nhiệm vụ gần như quản lý chọn nền kinh tế quốc gia, nhưng ông ta cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Thế hệ dám nghĩ, dám làm, tiềm năng như Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải đã ngã ngựa, càng thôi thúc hậu duệ học đèn đom đóm của trạng nguyên mạc lý chi nung nấu muốn làm vua vương đình huệ đang ở thế thiên thời địa lợi nhân hòa sự ủng hộ tuyệt đối của ông nguyễn phú trọng sự giúp sức của ủy viên trung ương phe nghệ an dưới sự tham mưu dẫn dắt của cựu bộ trưởng trương đình Tuyệt, liên minh phạm minh chính vương đình huệ hàng triệu đảng viên cộng sản ủng hộ những người trẻ tuổi được đào tạo bài bản việt nam một đất nước lỗi hệ thống với một mô hình không giống ai người dân không có quyền tự do lựa chọn người thật sự có tài giỏi ra lãnh đạo mình phe thắng cuộc thích thì cứ cho vào lò đốt và tất cả những gì gai mắt thì việc vương đình huệ nhắm đến ngôi vua cũng chẳng có gì là bất ngờ Thưa quý vị và các bạn, cách đây không lâu trên BBC tiếng Việt có bài viết quan lộ thần tốc của Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo đã phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Ông Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 để giữ chức Phó trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới quyền của Nguyễn Phú Trọng. Tháng riêng năm nay, ông Hoàng Trung Hải nhận kỷ luật cảnh cáo và Bộ Chính trị vì có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thiết Thái Nguyên 2, dự án Tisco 2 khi còn là Phó Thủ tướng Chính phủ. Thay mặt Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thông báo ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của thành phố Hà Nội thay mặt cho ông Hoàng Trung Hải. Hiện nay giới quan sát đặt ra giả thiết rằng hoặc ông Vương Đình Huệ sẽ lãnh đạo thành ủy thành phố Hà Nội chỉ là biện pháp tạm thời từ nay đến Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến tháng riêng 2021. Theo đó, Vương Đình Huệ sẽ có khả năng được đề cử vào một trong vị trí tứ trụ Tổng bí thư Chủ tịch nước Thủ tướng hoặc Chủ tịch Quốc hội. Hoặc nếu không vào được tứ trụ Đại hội 13, ông Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục chức bí thư thành ủy thành phố Hà Nội thêm một nhiệm kỳ nữa để chuẩn bị cho đảm bước tiếp theo. Dù dự đoán ra sao thì điều rõ ràng là con đường quan lộ của Vương Đình Huệ cực kỳ thần tốt và càng ngày càng thuận lợi. Tháng 5 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ủng hộ hai ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ đang là các trưởng ban nội chính và ban kinh tế trung ương ứng cử vào hai vị trí trong bộ chính trị. Tuy nhiên, Ban chấp hành Trung ương lại bầu hai ứng viên khác là ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân tại hội nghị trung ương 7 kết thúc hôm 11 tháng 5 năm 2013, 175 ủy viên trung ương chính thức có quyền bỏ phiếu đã bầu các ông Nguyễn Thiện Nhân, phó thủ tướng và ông Nguyễn và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, phó chủ tịch quốc hội vào bộ chính trị vốn đã có 14 ủy viên, đưa tổng số nhân sự lên 16 ghế. Trong khi đó trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thành và trưởng ban kinh tế trung ương Vương Đình Huệ lại không vào được cơ quan quyết sách tối cao này. Của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời điểm đó giới bình luận gọi đây là thất bại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp xúc cử tri ngày 15 tháng 5 năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng bình luận thẩm quyền là Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị cũng là cơ quan chuẩn bị để Trung ương quyết thôi. Vừa rồi bầu bổ sung được thành 16 ủy viên Bộ Chính trị, định bổ sung 3 thì được 2, định bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư thì được 1, so với yêu cầu của số lượng thì chưa đạt. Cái đó Trung ương cũng không hài lòng. Báo chí nhà nước khi đó cũng dẫn lời của ông Trọng giải thích rằng trong không khí dân chủ này cơ chế phải có số dư để tôn trọng ở ý kiến của người ta. Vương Đình Huệ khi đó tiếp tục là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 trưởng Ban Kinh tế Trung ương từ tháng 12 năm 2012 tới tháng 1 năm 2016 khi diễn ra Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào Bộ Chính trị năm 2016, từ tháng 4 năm 2016, ông chính thức là Phó Thủ tướng Chính phủ cho đến ngày 7 tháng 2 năm nay khi được điều động làm bí thư thành ủy thành phố Hà Nội, một bước đệm cho ghế Tổng bí thư tại Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam với học vị giáo sư tiến sĩ kinh tế ông vương đình huệ được giới quan sát xem là một trong những nhà kỹ trị nổi trội nhất trong giới việt nam giới chính trị việt nam và trong vai trò phó thủ tướng ông huệ có nhiệm vụ giúp thủ tướng nguyễn xuân phúc theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực về kinh tế trong đó có việc theo dõi sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.